Hôm ấy, khi thấy tin nhắn của anh với cô ta, trời đất như sập xuống. Em nghĩ sẽ rất lâu nữa mới có thể quên được chuyện của đôi ta. Ấy thế mà, chủ nhật tuần này em thấy cuộc đời màu hồng khi delete anh ra khỏi ký ức của em. Ai nói có gia đình thì không còn hò hẹn. Hẹn hò với ai? Với chồng em nè. Em thì muốn có 100 đóa hoa hồng, muốn cùng anh nhảy tango, cha cha cha, rumba xuyên đêm. 2023 rồi, hẹn không muốn nghe ké chuyện tình yêu của bạn bè nữa. Lên này, hẹn chơi lớn, hẹn hò một friend coi sao. Chủ nhật, hẹn hò phủ hồng các kiểu. All been in the area, check. Các chị đẹp, hẹn hò thôi. Này đón anh tới nhà, anh sẽ đưa em đi chơi xa. Chủ nhật hồng nắng lên phố phường, hai đứa đi như đôi uyên ương. Chủ nhật là của hai đứa mình, ta sẽ vui bao nhiêu là tình. Chủ nhật này có đôi bông hồng, tay nắm tay vui trong yêu thương, đi thứ tha giữa hè phố. Nhật là của hai đứa mình, anh có em như đôi chim xinh, em chưa quên đứng chờ đón ai. Chủ nhật này có đôi bông hồng, tay nắm tay vui trong yêu thương, đi thứ tha giữa hè phố. Cam chị đẹp, xem nhiều hơn trên TikTok STV Music.